Chào mừng các em đến với bộ môn giáo dục công dân khối 7. Các em thân mến, cách thức học tập online như sau. Chỉ theo dõi và lắng nghe hết phần bài giảng. Đến cuối bài giảng, giáo viên sẽ yêu cầu các em chép phần nội dung bài học vào vở. Đầu tiên, các em chuẩn bị trước mặt gồm có sách giáo khoa, vở ghi bài và bút. Trước khi vào bài học mới, cô sẽ giới thiệu với các em một tình huống. Gia đình Lan đang lễ cúng trước bàn thờ. Lan thắc mắc với mẹ: "Mẹ ơi, tại sao nhà bạn Mai không có bàn thờ để thắp hương như nhà mình vậy?" Mẹ Lan đang thắp hương trên bàn thờ quay lại nói với Lan: "Nhà bạn Mai thờ Đức Chúa Trời. Bà bạn ấy theo đạo Thiên Chúa Giáo." Lan: "Thế nhà mình theo đạo gì hả mẹ?" Mẹ: "Nhà mình theo đạo Phật." Lan: "Thế hai đạo khác nhau như thế nào hả mẹ?" Mẹ nhắc Lan không hỏi nữa. Để giúp Lan và các em hiểu thêm về vấn đề này, chúng ta sẽ đi vào bài học ngày hôm nay. Bài 16 của tuần 9: Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo, tiết 1. Một La Mã thông tin sự kiện. Các em lật sách giáo khoa trang 51 ra. Tình hình tôn giáo ở Việt Nam. Như chúng ta đã biết thì Việt Nam là nước có nhiều loại hình tín ngưỡng, tôn giáo, ví dụ như Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, Tinh Lành. Với khoảng gần 80% dân số có đời sống tín ngưỡng, tôn giáo, chiếm khoảng 1/4 dân số cả nước và phân bố rộng rãi từ Bắc đến Nam, có cả người Kinh và dân tộc thiểu số. Cô giới thiệu cho các em xem một số hình ảnh về tôn giáo ở Việt Nam, ví dụ như Đạo Phật, Đạo Thiên Chúa, Đạo Hòa Hảo, Đạo Cao Đài, Đạo Tinh Lành. Vậy thì tôn giáo ở nước ta có mặt tích cực như thế nào và mặt tiêu cực ra sao? Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp. Về mặt tích cực thì chúng ta thấy đại đa số đồng bào các tôn giáo là người lao động. Họ có tinh thần yêu nước, tinh thần cộng đồng. Họ góp nhiều công sức cho sự nghiệp giải phóng và xây dựng đất nước, thực hiện tốt chính sách, pháp luật của đảng và nhà nước. Họ làm tốt việc đạo lẫn việc đời. Về mặt tiêu cực thì một số người do trình độ văn hóa thấp còn mê tín dị đoan. Họ dễ bị kích động, lợi dụng vào những việc xấu. Một số phần tử lợi dụng để hành nghề mê tín dị đoan, hoạt động trái pháp luật, làm ảnh hưởng tới sức khỏe, tài sản công dân, tổn hại lợi ích quốc gia. Cô giới thiệu thêm cho các em biết về chính sách và pháp luật của đảng, nhà nước ta đối với tín ngưỡng và tôn giáo. Thì trong văn kiện hội nghị lần thứ 5 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 8 có nêu rõ: tôn trọng tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng, bảo đảm cho các tôn giáo hoạt động bình thường, chính sách đại đoàn kết dân tộc, tuyên truyền giáo dục chống mê tín dị đoan, chống lợi dụng tôn giáo tín ngưỡng làm việc xấu, chăm lo giúp đỡ đồng bào tôn giáo, xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí. Trong Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1992, Điều 70 có quy định: mọi công dân có quyền tự do tín ngưỡng theo hoặc không theo tôn giáo nào. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Những nơi thờ tự của các tín ngưỡng tôn giáo được phép bảo vệ. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng tôn giáo hoặc lợi dụng tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của nhà nước. Có câu: dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3. Cô ca dao nói: nhớ ngày giỗ tổ. Vậy tổ là ai? Vì sao phải giỗ tổ? Biểu hiện của việc làm đó là như thế nào? Liên hệ với tình huống trước, em hãy cho biết: nhà Lan theo đạo Phật, nhà Mai theo đạo Thiên Chúa thì thờ cúng ai? Đáp án của cô: tổ là vua Hùng, người có công dựng nước. Việc thờ cúng vua Hùng thể hiện truyền thống nhớ ơn tổ tiên. Nhà Lan theo đạo Phật là thờ Phật tổ, thờ tổ tiên bằng cách lập bàn thờ, tụng kinh, thắp hương. Nhà Mai theo đạo Thiên Chúa thờ Đức Chúa, không thắp hương mà đi nghe giảng đạo. Vậy liên hệ bản thân các em thì cô có câu hỏi: gia đình các em theo đạo gì, đạo Phật hay đạo Thiên Chúa hay đạo gì?
Và gia đình các em có thờ cúng tổ tiên ông bà hay không? Vậy để tìm hiểu rõ hơn khái niệm tín ngưỡng tôn giáo là như thế nào, cô và các em sẽ cùng nhau đi vào phần 2 La Mã, nội dung bài học. Một nhỏ, tín ngưỡng là gì? Cô sẽ giới thiệu cho các em biết hình ảnh một số tín ngưỡng của dân gian ta. Là một đất nước nông nghiệp nên việc sùng bái tự nhiên là điều dễ hiểu. Do ảnh hưởng của tín ngưỡng phồn thực nên các vị thần đa phần là các mẹ, các mẫu. Người Việt là một trong những dân tộc có tục thờ cúng tổ tiên sâu đậm và sớm nhất. Nó gần như trở thành một tôn giáo, đạo ông bà. Ở phạm vi quốc gia, người Việt thờ vua tổ, đó là vua Hùng. Nơi thờ phụng ở Phú Thọ, ngày giỗ tổ là ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch. Ở phạm vi gia đình, người Việt thờ tổ tiên và thần tài thổ địa. Ở phạm vi làng xã, người Việt thờ thành hoàng, giống như thổ công, thành hoàng cai quản và quyết định họa phúc của một làng. Không có làng nào ở Việt Nam mà không có thành hoàng. Ngoài ra, tổ nghề còn là một trong nhiều người có công lớn đối với việc sáng tạo và truyền bá nghề nào đó, còn được gọi là tổ nghề hoặc thánh sư. Các vị tổ nghề tiêu biểu như Phạm Thị Trân là tổ nghề hát chèo, Nguyễn Thị Sen là tổ nghề may áo dài, Nguyễn Minh Không tổ nghề đúc đồng, Mạc Thị Giai là bà tổ bếp phương Nam, vân vân. Ngoài ra, Việt Nam còn có tục thờ táo quân, theo truyền thuyết là vua bếp, gồm táo bà và hai táo ông. Việc thờ thần bếp ở mỗi gia đình là tín ngưỡng có từ xa xưa, ý mong muốn một cuộc sống luôn đầm ấm, hạnh phúc. Một trong những ngày Tết quan trọng nhất trong năm của người Việt là Tết Ông Công, Ông Táo. Vào ngày 23 tháng Chạp là ngày Táo Quân cởi các chiếc vàng lên trời báo cáo với Ngọc Hoàng Thượng Đế những điều ta nghe mắt thấy ở trần gian, tất cả những việc tốt xấu của con người dưới hạ giới một cách khách quan, trung thực. Ngoài ra còn có lễ thần nông, tức là lễ tế vua thần nông để cầu mong được mùa và nghề nông phát đạt. Thời phong kiến, hàng năm đều có tục tế và rước thần nông tại triều đình cũng như ở các địa phương. Tục thờ cá ong, tức cá voi, cá heo và các loại cá lớn nói chung là một tín ngưỡng dân gian của cư dân vùng biển. Cá ong ở đây là cá voi lưng xám mà theo ngư dân chính là thần Nam Hải. Mục đích của tục thờ cúng là để cầu yên cho ngư dân ra khơi đánh cá và mong được mẻ cá lớn. Ngoài ra, Việt Nam có rất nhiều đền thờ các vị danh nhân như vua Đinh Tiên Hoàng, Tô Hiến Thành, Trần Hưng Đạo, tín ngưỡng đất Thánh Trần, vân vân. Vậy, tín ngưỡng là lòng tin vào một cái gì đó thần bí như thần linh, thượng đế, Chúa Trời. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tiếp khái niệm của phần 2 tôn giáo là gì. Cô sẽ giới thiệu tiếp cho các em thấy một số hình ảnh về tôn giáo ở nước ta. Đầu tiên là Phật giáo. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sáng lập là một tôn giáo lớn ở Việt Nam và trên thế giới. Đạo Phật phát triển rực rỡ nhất ở Việt Nam vào triều đại nhà Lý với nhiều công trình kiến trúc độc đáo như chùa Một Cột, chùa Dâu, Ba Chấm. Kế tiếp là đạo Thiên Chúa. Tin thờ Đức Chúa Giêsu là con của Chúa Trời, gồm có Kitô giáo, Do Thái giáo, Hồi giáo. Hiện nay, hầu như các tín đồ của đạo Thiên Chúa sống tốt đời đẹp đạo, tham gia tích cực vào sự phát triển của đất nước. Tôn giáo còn được gọi là đạo. Ngoài đạo Phật, đạo Chúa, nước ta còn có đạo Cao Đài, là tên gọi tắt của một tôn giáo bản địa Việt Nam có tên đầy đủ là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Đạo Cao Đài ra đời vào năm 1925 do Ngô Minh Chiêu, sinh năm 1879 tại chợ Bình Tây, chợ lớn Sài Gòn sáng lập. Nội dung giáo lý của đạo Cao Đài là chủ trương quy nguyên tam giáo Phật, Lão, Nho. Đây có thể coi là nền tảng tư tưởng của đạo. Đạo Cao Đài hợp nhất ba tư tưởng lớn của ba đạo: từ bi của đạo Phật, bác ái của đạo giáo, công bằng của đạo Nho. Linh tượng thờ chủ yếu của đạo Cao Đài là hình tượng con mắt, gọi là thiên nhãn. Ngoài ra, còn có đạo Tin Lành, du nhập vào Việt Nam khoảng cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 do tổ chức Tin Lành Liên Hiệp Phúc Âm Truyền Giáo truyền vào. Về cơ bản, đạo Tin Lành vẫn giữ nguyên như công giáo,
nhưng về luật lệ, lễ nghi, cách thức hành đạo và cơ cấu tổ chức giáo hội có nhiều thay đổi. Lấy Kinh Thánh làm giáo lý, Đạo Tin Lành tin rằng Đức Mẹ Maria sinh ra Chúa Giêsu một cách màu nhiệm, nhưng xem bà không phải là mẹ Thiên Chúa và chỉ đồng trinh cho đến khi sinh ra Chúa. Vào năm 1939, Đạo Hòa Hảo ra đời tại làng Hòa Hảo, tỉnh An Giang, do Huỳnh Phú Sổ sáng lập, khi đó chưa đầy 18 tuổi. Ông nghiên cứu sấm trạng trình và tư tưởng môn phái Bủ Sơn Kỳ Hương của Đạo Phật. Ông truyền bá tư tưởng Bủ Sơn Kỳ Hương để chấn hưng Phật giáo, cứu độ chúng sinh khỏi sông mê bể khổ, về chốn Tây Phương cực lạc. Ngoài ra, Đạo Hồi du nhập vào Việt Nam vào khoảng thế kỷ thứ 10-14. Người theo Đạo Hồi ở Việt Nam hầu hết là người dân tộc Chăm. Giáo lý cơ bản của Hồi giáo là Kinh Koran. Hồi giáo xem Thánh Allah là đấng tối cao sinh ra muôn loài, trong đó có con người. Số phận con người có tính định mệnh và do Thánh Allah sắp đặt. Vậy, tôn giáo là hình thức tín ngưỡng có hệ thống tổ chức với những quan niệm giáo lý thể hiện rõ sự tín ngưỡng, sùng bái thần linh và những hình thức lễ nghi thể hiện sự sùng bái ấy. Tôn giáo còn được gọi là đạo, ví dụ như Đạo Phật, Đạo Thiên Chúa, Đạo Tin Lành, ba chấm. Vậy, em hãy so sánh sự giống nhau và khác nhau giữa tín ngưỡng và tôn giáo. Tín ngưỡng và tôn giáo giống nhau ở chỗ đều thể hiện lòng tin vào một thế lực thần bí, biết điều chỉnh hành vi ứng xử trên cơ sở giáo lý tôn giáo và tín ngưỡng. Khác nhau về tôn giáo có đủ 4 yếu tố cấu thành: giáo chủ, giáo lý, giáo luật, tín đồ. Tín đồ trong một thời điểm có thể chỉ có một tôn giáo, có hệ thống kinh điển đầy đủ, có các giáo sĩ hành đạo chuyên nghiệp suốt đời, ví dụ như Phật giáo có các tăng sĩ, Công giáo có các giáo sĩ. Về tín ngưỡng, không có đủ 4 yếu tố cấu thành như ở tôn giáo, có thể sinh hoạt nhiều tín ngưỡng, chỉ có một số bài văn tế hoặc bài khấn, không có các giáo sĩ hành đạo. Sau khi chúng ta đã tìm hiểu một nhỏ tín ngưỡng là gì và hai nhỏ tôn giáo là gì, chúng ta sẽ đi tiếp vào phần ba nhỏ mê tín dị đoan là gì. Theo báo Dân Trí ngày 15 tháng 11 năm 2015 có thông tin bé Ti con anh Huy bị ốm nặng. Thay vì đưa con vào bệnh viện, anh Huy đã tin vào linh dược của thầy Châu Thị Nhậm ở huyện Hòa Thành, Tây Ninh có thể chữa bệnh cho con mình. Nhưng chỉ vài ngày sau khi dùng linh dược là nước tro bùa chú, cháu Ti đã tử vong. Vậy chúng ta thấy là việc chúng ta tin tưởng vào những điều mơ hồ nhẩm nhí không phù hợp với lẽ tự nhiên, ví dụ như chữa bệnh bằng bùa phép, bằng nước tro, thì rõ ràng dẫn đến hậu quả xấu cho cá nhân, cho gia đình và cho cộng đồng về sức khỏe, tài sản và cả tính mạng của con người. Và một số hình ảnh về mê tín dị đoan: thứ nhất, lên đồng; thứ hai, bói chỉ tai; thứ ba, đốt vàng mã; thứ tư, chữa bệnh bằng cách bùa phép. Vậy, mê tín dị đoan là tin vào những điều mơ hồ, nhảm nhí và không phù hợp với lẽ tự nhiên. Tác hại dẫn tới hậu quả xấu cho cá nhân, gia đình và cộng đồng về thời gian, tiền của, sức khỏe và cả tính mạng của con người. Chúng ta sẽ cùng nhau so sánh sự khác nhau giữa tín ngưỡng, tôn giáo và mê tín dị đoan. Sau đây là bảng phân biệt tín ngưỡng, tôn giáo với mê tín dị đoan. Thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm. Đối với tín ngưỡng là lòng tin vào một điều gì đó thần bí. Đối với tôn giáo là hình thức tín ngưỡng có hệ thống tổ chức với những quan niệm, giáo lý thể hiện rõ sự tín ngưỡng và những hình thức lễ nghi thể hiện sự sùng bái ấy. Về mê tín dị đoan là tin vào những điều mơ hồ, nhảm nhí, không phù hợp với lẽ tự nhiên, dẫn tới hậu quả xấu. Mục đích của tín ngưỡng là thể hiện đời sống tinh thần của con người, sự biết ơn tổ tiên. Mục đích của tôn giáo là đều hướng con người đến cái thiện. Mục đích của mê tín dị đoan là lừa gạt, kiếm tiền. Ví dụ về tín ngưỡng là tin vào thần linh, thượng đế, Chúa Trời. Ví dụ về tôn giáo như Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, Tin Lành, Đạo Hồi, v.v. Về mê tín dị đoan, ví dụ như bói toán, yểm bùa,
chữa bệnh bằng bùa phép, vân vân. Vậy thì sau khi cô và các em đã tìm hiểu được khái niệm tín ngưỡng là gì, tôn giáo là gì và mê tín dị đoan là gì, để nắm rõ hơn kiến thức, chúng ta sẽ cùng nhau làm bài tập. Bài 1. Trong những hành vi sau, hành vi nào thể hiện sự tín ngưỡng? A. Xem bói. B. Lên đồng. C. Đi lễ chùa. D. Yểm bùa. Vậy thì trong bốn câu này, câu nào là thể hiện sự tín ngưỡng? Rõ ràng, chúng ta thấy rõ ràng đó là C, đi lễ chùa. Bài tập kế tiếp. Bài tập 2. Những hành vi nào sau đây cần phê phán? A. Nói năng thiếu văn hóa khi đi lễ chùa. B. Quần áo thiếu lịch sự khi đi lễ chùa. C. Tuân theo quy định của nhà chùa về thời gian, tác phong và hành vi khi đi lễ. D. Nghe giảng đạo một cách chăm chú. E. Học sinh trước khi đi thi kiêng ăn trứng, đỗ đen, xôi lạc và chuối. Vậy thì chúng ta thấy hành vi nào là hành vi cần phê phán? Đầu tiên, khi chúng ta đi chùa, chúng ta có nên nói năng thiếu văn hóa không? À đúng rồi, cái này là cần phê phán ha. Kế tiếp, chúng ta cần phải ăn mặc lịch sự khi đi lễ chùa hay là không? Đúng rồi, cần mặc lịch sự. Kế tiếp, học sinh trước khi đi thi có nên ăn kiêng không? À, cái đó là mê tín ha. Rồi, vậy thì những hành vi cần phê phán là hành vi A, B và E. Các em lấy sách vở ra, chúng ta ghi bài số 16 Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo tiết 1 vào vở.
Bài học kết thúc. Cô chúc các em học tốt.